Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Những chiếc thẻ phạt luôn không thể thiếu trong mỗi trận bóng đá, mà tính chất cũng như diễn biến trên sân càng căng thẳng khốc liệt thì trọng tài lại càng phải rút ra nhiều thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ luôn cho nó nóng. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chứng kiến lại những chiếc thẻ đỏ hài hước bậc nhất hành tinh khiến người hâm mộ đỡ không có kịp nhé. Lên đường thôi nào! Chắc chắn người hâm mộ ngoại hạng Anh không thể nào quên quả rút thẻ nhầm tai hại này. Rõ ràng kẻ dùng tay cản phá trong vòng cấm là Chamberlain, thế nhưng người chịu tội thay là Kieran Gibbs. Và dù cho Oxlade-Chamberlain đã liên tục lên tiếng thừa nhận thủ phạm đích thực là mình, thế nhưng ông Andre Martine vẫn khẳng định quan điểm cho dù ông đã sai lè. Tôi đặc biệt nhớ trận đấu với Rubin Kazan. Ở trận đấu đó, tôi không còn bất cứ một tiền đạo nào khác để dựa dẫm ngoài Balotelli, không Milito lẫn Eto. Thế rồi, Balotelli phải nhận một thẻ vàng ở phút 43. Trong 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, tôi đã dành tới 14 phút để nhắc tới Balotelli rằng cậu ấy đừng va chạm với bất cứ ai, đừng rơi bẫy khiêu khích và đừng tranh cãi với trọng tài. Và rồi, ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2, Balotelli đã phải nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. Đó chính là những dòng tâm sự đầy bất lực của huấn luyện viên Jose Mourinho khi nhắc lại kỷ niệm đầy hài hước với Mario Balotelli hồi cả hai còn làm việc cùng nhau tại Inter Milan. Cái gì vậy anh Tài ơi, mới chỉ đụng vô khứa Mbappe có chút xương xương vậy mà rút thẻ đỏ luôn á, có nặng tay quá không vậy nè, thổi 11m còn chấp nhận, chứ cho ông kia đi tắm sớm thì hơi oan nha. Này thì thích nói nhiều, Okia Cesc Fabregas hãy nói với trọng tài là anh không cố ý đi, đúng kiểu ăn cái thẻ đỏ ối giờ ơi luôn á. Huấn luyện viên Mourinho bên ngoài đường pitch chỉ còn biết nở một nụ cười bất lực, cả này thầy cũng chịu Fabregas ơi. Ông này bị ảo game à, đang đứng ngoài vòng cấm cha nội ơi, cái gì mà ôm trọn trái bóng như đúng rồi vậy, thẻ đỏ luôn không cần vòng vo tam quốc gì nha, tội trạng rõ như ban ngày rồi. Cristiano Ronaldo vẫn bật cao đánh đầu, nhưng mà lần này trông lạ lắm, không biết là đang đá bóng hay là chơi bóng chuyền vậy trời. Thế mà vẫn còn thắc mắc cái chi anh bảy, đi tắm sớm đi, tối còn về đi chơi với bạn gái. Đã bắt tay trọng tài rồi thì thôi, còn cứ thích cà khịa tiếp thì làm chi vậy, ngài Luciano Spalletti. Cứ vỗ tay thôi, ông hay vỗ tay lắm. Thế ông nói lại một câu nữa cho tôi nghe xem nào. Biết ai là trùm cuối ở trên sân chưa? Mời quý ngài Spalletti lên khán đài dự khán trận sau nha. Thân ái và chào quyết thắng. Nếu chấm điểm trên thang điểm 10 thì ông thần gác đền này sẽ nhận về con số 0 tròn chỉnh cho màn thể hiện ối dồi ôi này. Cái gì mà thiếu dứt khoát chạy rồi ngã sấp cả mặt ra, rồi sau đó thản nhiên ôm bóng khi đã ra ngoài vòng cấm địa vậy. Thích sử dụng lối đi riêng à người anh em, thẻ đỏ cho tỉnh nha. Người ta bảo là cả giận mất khôn đấy Marcelo, lúc đầu thì bị ăn có thẻ vàng thôi thì bỏ qua đi, đây lại còn bật tanh tách, hất thẳng tấm thẻ từ tay trọng tài xuống mới Hawaii chứ. À không cố tình à, thế thì anh Tài cũng vô tình rút thẻ đỏ ra thôi nha, hòa cả làng ha. Bravo ơi, lúc ấy anh đang chơi cho Man City nha, Barcelona là đối thủ, ok. Cái gì mà lại truyền thẳng vào chân Suarez, xong rồi dùng tay phá bóng bên ngoài vạch 16-50 vậy? Lại có chút tình xưa nghĩa cũ hay gì à? Màn tẩy thẻ trắng trợn của ông thầy Jose Mourinho đã được Xabi Alonso và Sergio Ramos tiếp thu triệt để. Nghe thầy, đầu tiên Alonso diễn sâu một chút, câu giờ dền dứ để ăn cái thẻ vàng thứ hai đi. Thế đúng rồi, chuẩn bài đấy. Tiếp theo là Ramos này. Cũng cái bài cũ đấy nha, kéo tất lên xuống các thứ đi cho nhập vai. Rồi nhớ là ăn thẻ đỏ xong thì phải bắt tay cảm ơn trọng tài nghe chưa, đừng quên đấy.
Làm gì phải nói nha bà thím, đẩy bóng xong không có tín hiệu gì thì ai biết trời ạ. Thẻ đỏ nè, người đẹp, bất ngờ chưa? Cái tội phá luật nó vậy đó, ra ngoài sân rút kinh nghiệm ha. Ủa à, định rút thẻ tôi vì tội cởi áo ăn mừng hả? Đây có sự chuẩn bị trước rồi nha, leo leo. Ủa sao vẫn bị ăn thẻ vậy anh Tài? Rõ ràng quần áo đầy đủ trên người cơ mà. Oan ức quá trời ơi. Chọn đúng người để cà khịa nha các bác. Và top 1 những cầu thủ nên né giao tranh chính là Ibrahimovic. Rút thẻ đỏ với Ibra ư, xin mời ông Tài ra khỏi sân luôn nha, đừng có thắc mắc nhiều. Trạng đi thì chúa cũng không được ở lại, ok, giờ biết ai là trùm cuối trên sân chưa? Destro à, anh bị ăn thẻ vàng trước đó rồi, giờ mà cởi áo ăn mừng nữa là đi đời cô Liêu luôn đấy. Nhưng tất cả sự ngăn cản của đồng đội đã là quá muộn, áo cũng đã được cởi ra gần hết rồi, làm sao tránh được cái thẻ đỏ nữa đây? Sau vui thôi, đừng vui quá anh Gia nha. Không ngờ có ngày chàng vẫu vui tính Ronaldinho cũng bị đuổi khỏi sân vì bật trọng tài luôn á. À quên, rút nhầm đấy, chỉ phạt thẻ vàng thôi nha người anh em. Mình cười với nhau một cái thật tươi rồi quay lại trận đấu nha. Cái lỗi này là bỏ bóng đâm người rõ ràng rồi đây này. Một chiếc thẻ đỏ là còn nhẹ đấy, khóc lóc cái nỗi gì. Định bắt chước Messi làm một cú ăn mừng để đời, ok, trông cũng ra gì và này nọ đấy. Rồi sau đó là lăn cả một vòng trái đất ăn vạ như Neymar. Ồ cái ông này, đa tài phết nhỉ, cosplay y như bản gốc luôn thế này. Nhưng mà thôi bạn ơi, vui thế đủ rồi, nãy giờ anh Tài nhịn bạn hơi lâu rồi đấy. Thế đó, mời về nhà mà say xỉn tiếp nha, ở đây chúng tôi chỉ đá bóng chứ không thích tấu hề. Vừa rồi là những chiếc thẻ đỏ hài hước bậc nhất hành tinh, khiến người xem không thể đỡ nổi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.